rồi. Còn Reed là có Chara. Reed nóng giận, Chara xuất hiện. Muốn tức giận, có tức giận. Robot nói Reed biến thành Chara, tan nát mấy nhát ma. Dễ sợ mình dữ vậy ta. Trời ơi, nhóc này á được ai làm hết hồn mà. Ê, ê nhóc kia. Cái gì? Mày kêu ai bằng nhỏ vậy? Hả? Mày kêu ai bằng nhỏ? Quýnh nè, mày mới tới mắt tao mà mày kêu tao bằng nhỏ hả? Cái tin tao quýnh mày không? Ê, làm gì hung dữ vậy? Cho hỏi cái nè. Cái gì? Nè, thấy mày đâu không? Không biết. À, không biết thì đi đi, con bé. Cái gì? Mày kêu ai bằng bé vậy? Bây giờ tao bị hù, tao đang quạo nha. Mày đừng có chọc ghẹo tao nha. Mày kêu ai bé mày ổn không? Hả, bây giờ mày muốn làm sao? Ê, đừng bận gái nhịn nghe. Ê, ê, ê. À, giờ mày muốn làm sao? Giờ mày sao? Mày hổ không? Mày luôn không? Mày chỉ tao. Hả? Tình hình này căng thẳng rồi. Mày cứu em vợ thôi. Ôi nhưng mà không được. Thường em vợ mình gặp những cảnh nguy hiểm vậy, cha là sẽ xuất hiện để cứu. Gán nhịn, gán nhịn. Sao mày nhỏ mà mày ổn thôi, mày kiếm chuyện đâu hả? Thôi đủ rồi nha. Đủ rồi, mày muốn làm người tao, mày tính làm gì tao? Hay hả? Nhỏ đâu vậy? Ôi nãy tóc dài mà, bây giờ thành tóc ngắn. Wow, các bạn thấy Chara xuất hiện có ngầu không? Sau khi Aerosan đánh một chưởng vào Grid thì Chara bắt đầu xuất hiện. Cái đó các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để đón xem phần tiếp theo xem Chara và Aerosan đánh nhau như thế nào nhá. Ok, bye bye các bạn.